Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Tôn Đức, cùng toàn thể quý thiện tín nữ Phật tử. Hôm nay lúc này là chiều thứ bảy tại Hoa Kỳ, sáng nhật ở Việt Nam. Xin tục chia sẻ với chúng về phẩm chứng đạo của Thượng Sư Huỳnh Giác. Ngày hôm qua thì để mình đang nói là ở cái đoạn thứ 42. Bữa nay chúng ta tiếp tục cái đoạn ngày hôm qua, và cũng có lẽ là chúng ta cố gắng đi một đoạn mới. Và bữa nay là kỳ thứ 50, 54, kỳ thứ 54 về tác phẩm ca này. Kính thưa toàn thể đại chúng, là cái lời ta thán của Tổ sư Huyền Giác, Thiền sư Huyền Giác nói rằng là tam pháp ác thời thế, chúng sanh phước bạc nan điều chế, khứ thánh viễn hề tà kiến thâm, ma cường pháp nhược đa quán hại, văn thiết Như Lai đốn giáo môn, hận bất diệt trừ linh quả tối. Cái bài này nó gợi cho tôi có những cái sự suy nghĩ, tư duy mà đã có những lần triển khai qua đó, thì tôi giống như mình vô tình mình lướt qua, mình không có thấy cái sâu sắc của cái ý mà Thiền sư Huyền Giác muốn nói. Nhưng mà cái kỳ giảng trạch Tân Tu này á, giảng lại kỳ này á, thì chúng tôi mới chợt nhận ra nhiều cái ý, và nó rất phù hợp với cái những cái việc xảy ra mà mình có một cái sự trải nghiệm, mình có một sự chứng kiến, thì mình mới thấy rằng cái lời của Thiền sư Huyền Giác nói cách đây 1.000 mấy trăm năm mà cái ý vô cùng sâu sắc. Cái giai đoạn ngày nay cũng như giai đoạn ngày xưa như vậy, chúng ta thấy rằng nó cũng không khác nhau cái điều chi. Mà cái giai đoạn ngày nay cũng như ngày xưa ở chỗ là bây giờ tại sao chúng ta nhận thấy rằng những cái thế lực ở bên ngoài, thậm chí ngay cả trong cái nội đạo Phật giáo, mà người ta đấu đá với nhau, đánh phá với nhau để dường như ý muốn triệt tiêu cái chánh pháp, là tại vì các vị không biết rằng hễ nơi nào mà có ánh sáng thì cái bóng tối phải lùi dần, nơi nào mà ánh sáng lé lên thì bóng tối phải tan biến, biến lui. Vậy mà đa phần cái tâm thức của chúng sinh á, thì lại hay ghé mắt vào xem, có nghĩa là hay thích những cái nơi tràn đầy cái niềm vui hỷ lạc của tham dục, của sân hận, cho nên thường ghé mắt vào xem và thích thú. Dầu rằng rất là nhiều vị cũng đến với đạo, cũng có cái tâm ý đến với đạo giáo Như Lai, nhưng mà thực chất á, tin Như Lai thì cũng có tin đó, nhưng mà hiểu được cái chánh giáo của Như Lai để tin vững chắc nơi Tam Bảo và tin vững chắc nơi chính mình, thì cái điều này nó quá hiếm hoi, nó quá hiếm hoi. Cho nên vì vậy mà các vị thấy á, những cái nơi nào mà yên bình á, thì thật ra thì ít có người đến, vì những nơi yên bình đó họ cho rằng là cái cảnh nó buồn hiu hiu, nó điều hiu, nó trống vắng.
Như ngày hôm qua tôi đã chia sẻ cái bài, cái đoạn ngày hôm qua tôi đã nói cho đại chúng là tổ sư đã từng nói đó. Hãy nơi nào mà chủ trương thiết cái pháp chánh giáo, giải thoát, niết bàn, thì cái nơi đó phải là cỏ mọc tới ba thước. Có nghĩa là vắng người mà cỏ phải mọc tới ba thước. Còn nơi nào mà gửi gắm cái dòng tâm thức vô cái chuyện cầu nguyện, chuyện vang sinh, chuyện phước báo, chuyện giàu sang, chuyện vân vân, những cái chuyện mà có cái ý giống như gọi là nó hướng ngoại á, thì cái nơi đó biết bao nhiêu người ghé mắt vào. Như vậy để nói là cái gì? Nói lên cái những lời nào mà hướng dẫn đưa đến cái giải thoát thì thường người ta không thích, là tại vì những cái điều đó nó không có hương vị ngọt ngào, nó không có chất liệu ngọt ngào. Cho nên Đức Phật đã nhiều lần, Đức Phật nói trong những cái bài kinh ban đầu, Đức Phật nói cái tâm thức phàm phu nó như con ruồi, như con ruồi. Bởi vì những con ruồi thì nó lại thích, nó cùng đeo bám vào cái chỗ nào đó nó cho là ngọt ngào, nó cho là cái vị của nó cần. Rồi có lần Phật lại nói tâm thức phàm phu nó giống như kẻ trộm. Tất cả Phật ví dụ rất là nhiều. Như vậy thì nơi nào phiền não khổ đau lộ nghiệp thì phàm phu thường hay ghé lại. Thông thường nhiều người tin với đạo, tin Phật, nhưng tin mình có khả năng làm Phật thì lại khó tin. Tin Phật thì có tin đó, nhưng mà nếu như tin Phật thì biết rằng Đức Phật có dạy là chính mình có khả năng làm Phật. Phật cũng chỉ là vị chỉ đường, thì quý thầy cũng là vị chỉ đường. Hai cái chùa viện hay là những cái nơi tu hành trang nghiêm cho chăng nữa đó, cũng là cái nơi đó để là cái phương tiện thôi. Còn chính khả năng mình, chính mỗi người chúng ta, mỗi chúng sanh có khả năng làm Phật mà mình không dám bảo đảm cái niềm tin đó. Tin Phật thì có mà tin mình thì khó. Cho nên vì vậy mà thông thường phải dùng cái ngưỡng cửa phương tiện đó, là đưa ra cái vấn đề đấng này cứu khổ, Bồ Tát kia ban vui, Phật nọ tiếp rước. Vì vậy mà mới thu hút được cái tín đồ đông. Cho nên mình nói như vậy thì cũng có thể chia sẻ với đại chúng rằng tại sao các vị đặt câu hỏi rằng: thưa thầy, giáo pháp đại thừa, nếu thầy nói rằng là không có cái thế giới bên ngoài, không có cái sự cầu nguyện vãng sinh, thì tại sao kinh Tạng đại thừa cứ tin Bồ Tát Quan Âm thì sẽ được an vui, sẽ có lòng đại bi, tin Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ được cứu khổ nơi địa ngục, tin Bồ Tát Văn Thù sẽ có đại trí, tin Bồ Tát Phổ Hiền sẽ có đại hạnh vân vân, thì tại sao thầy nói như vậy, thì thầy là cái gì mà thầy giảng ngược lý kinh như vậy? Nếu như các vị có thể đặt câu hỏi đó. Và hiện bây giờ tôi cũng biết rằng, tôi cũng nói thật với đại chúng, những người mà đã hết lòng với công trình Hoằng Pháp của tôi bao nhiêu năm qua thì các vị cũng biết là họ đánh phá tôi cỡ nào. Và bây giờ họ đánh phá một cách rất rốt ráo. Bởi vì tại sao họ đánh phá? Tại vì mình nói cái chánh pháp thì mình cho họ là tà pháp, thì họ quýnh lại mình là tà pháp. Có nhiều người họ gửi những cái mail, họ có thể chửi tôi những cái danh từ, thật chất là các vị biết rất là rất 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 nặng nề. Họ kêu tôi là những cái loài ma vương cũng có, họ kêu tôi là những loài súc vật cũng có. Họ chửi tôi, họ nói là mày là tà pháp, mày nói cho người ta không có tin để cầu nguyện này kia nọ. Mày nói như vậy thì coi như là mày là tu cái gì, mày là, thậm chí tôi thấy có một cái người nào đó mới vừa gửi vô cái trang Thế Gian Pháp, họ chửi tôi là cái đồ con heo nọc, con heo gì đó tùm lum, con heo này nó sẽ tương lai nó sẽ bị tai biến gì đó tùm lum, thì cũng cảm ơn.
Những cái lời đó tôi không buồn, thật sự tôi không buồn đâu. Nhưng mà chỉ buồn có nghĩa là cái tâm thức của chúng sanh nó bạc nhược, hay là gọi là phước bạc. Cái gì mà tổ sư nói rất là rõ đó là ta mạt pháp ác thờ thế, chúng sanh phước bạc nan điều chế. Cho nên tôi nói với toàn thể đại chúng rằng sự thật không phải giờ đây, ngồi đây hay là tất cả các huynh đệ bây giờ nhiều người biết tới tôi và theo cái tư tưởng mà tôi chia sẻ. Giờ bây giờ thật sự ra là nếu bỏ ra tôi không không hề đói. Có nghĩa là ý tôi nói thật với các vị là Phật tử hiện giờ nhiều người kính quý như vậy. Nhưng mà ý của tôi muốn nói cái gì? Là trong cái sự kính quý đó thì các vị biết hễ nhiều người càng kính quý tôi, càng học với cái pháp mà tôi chia sẻ ra thì các vị biết là tôi bị gọi là một cái thế lực nó tấn công dồn dập. Tấn công không ngơi nghỉ. Hãy mỗi một cái video mà các huynh đệ, các cái trang YouTube để lên là chuẩn bị có những cái video nó tấn công ghê gớm lắm. Thậm chí nó làm video nó quýnh ngược lại nữa cơ. Mà không phải riêng tôi đâu, ngay nơi sư ông Từ Thông, thậm chí cái người mà nói chuyện rất là nhẹ nhàng, coi như là khiêm khiêm tốn, mà coi như là khó có thể dùng dùng những danh từ mít lòng người khác như sư ông Thanh Từ, sư ông Nhất Hạnh, thì cũng có những cái thế lực nó tấn công, nó chửi nhất là sư ông Từ Thông. Các em mà làm cái trang Phật Pháp Đại Thừa, những cái trang Như Ý Châu của sư ông Từ Thông, các vị biết rằng các em nói với tôi là họ delete những cái tin nhắn chửi sư ông mỗi tay luôn. Mà nó chửi những cái câu rất là thậm tệ, nó chửi nó dùng những danh từ gọi là súc vật không à. Ghê lắm các vị. Thế như vậy để nói rằng mình đáng buồn, nhưng mà nếu như cái tôn giáo ở ngoài, tôn giáo Phật giáo, cái tôn giáo khác hay là những người bên ngoài họ vào họ tấn công thì mình không đáng buồn đâu. Vì họ có thể vì một cái gì đó để họ bảo vệ cái đạo của họ, họ muốn cái đạo của họ nó phải vững mạnh. Nhưng mà ngặt ngặt điều đau đớn nhất là các vị biết là chính ở ở trong nội bộ quýnh. Cho nên như vậy mà cái câu mà tổ sư nói pháp nhược ma cường, hay là ma cường pháp nhược, không có sai chút nào. Chính đây là tổ sư nhắc là cái câu đó, ma cường pháp nhược, gọi là khứ thánh viễn hề tà kiến thâm, ma cường pháp nhược đa quán hại. Tại vì cái nghiệp thức chúng sanh đến với đạo á, thì các vị thấy đến với đạo là có đó, nhưng mà hiếm hoi đến với con đường giải thoát. Đến với đạo không phải bằng con đường giải thoát, mà họ đến với đạo bằng cái niềm tin tôn giáo. Vì vậy đó mà làm cho gọi là pháp pháp nhược mà mắc cửa. Ngay cả tu sĩ, những vị xuất gia đến với đạo cũng cũng không không bằng cái con đường thánh trí. Mà đại đa số đối với đạo ngày nay là đến với cái cấp bằng, đến với cái chức tước. Đó là tôi nói rất là rõ ràng sự thật, chứ không có chối cãi đi đâu được hết trơn. Chứ nếu đến với đạo bằng con đường thánh trí thì tôi nghĩ rằng không có một thế lực nào mà đánh phá được. Chính mình có những cái tâm thức hơn thua đấu đá triệt để đạp đổ tranh giành. Cho nên thường cái những cái tôn giáo bên ngoài hoặc là những người bên ngoài họ muốn xen dự vào để cho Phật giáo lung lay thì họ đánh ngay tâm thức những người đó, và những người đó vô tình lọt cái bẫy của cái sự kiềm tỏa của cái sự đánh phá đó. Nhưng mà thật sự
khi bị như vậy là do cái tâm thức mình nó khởi lên như vậy, cho nên người ta đánh ngay cái tâm thức mình, cho nên mình lọt bẫy vô thôi, lọt chân thôi. Đó là sự thật trong không phải ngày nay mà ngày xưa cũng đã từng có. Từ đâu mà tôi nói cái câu đó thưa các vị? Từ đâu? Từ cái sự tu tập của mình gọi là lậu hoặc chưa sạch. Cái lậu hoặc chưa sạch mà không có chứng nghiệm thánh trí đó, thì cái danh cái lợi đưa đến thì mình khó có bề, khó bề mà mình từ chối luôn. Trừ ra cái bậc nào tu tập mà thành tựu được thánh trí, coi như gọi sạch cái lậu hoặc, thì cái danh cái lợi nó mới không có bị chi phối. Chứ còn không khéo là danh lợi nó luôn mời mọc, mời mọc. Vì vậy mà Tổ sư Huyền Giác nói cái câu mà bây giờ cái câu này bữa nay tôi phân tích cho đại chúng nghe nè, là văn thiết Như Lai, văn thiết Như Lai đốn đốn giáo môn, hận bất diệt trừ linh ngã tối. Văn thiết Như Lai đốn giáo môn có nghĩa là nghe cái lời chân lý, cái lời dạy của Như Lai, cái pháp đốn giáo. Đốn giáo là gì? Hay là nói tên từ gọi là đốn ngộ đó, là chỉ cho mình thấy rõ chính mình có khả năng có cái tâm Phật bất động. Nói tới đây thì tôi xin thưa với đại chúng rằng á, cái thời, những cái thời kỳ, những cái năm đầu của Đức Phật thuyết giáo như chúng ta đã từng biết á, gọi là Phật giáo sơ thời hay là Phật giáo nguyên chất hay Phật giáo ban đầu á, thì Phật chỉ đưa ra cái vấn đề là chúng ta hãy quán chiếu cái hình hài này, năm uẩn này là vô ngã. Cái gì? Tôi xin nhắc lại, nếu như Phật giáo gốc ban đầu thì Phật chỉ dạy cho tất cả những thầy tỳ kheo, những tín đồ hãy quán chiếu cái thân năm uẩn này là vô ngã, chưa có đưa ra tới vấn đề là có trong thâm thân năm uẩn này có cái tâm Phật bất động. Phật chưa đưa ra vấn đề đó, các vị nên nhớ rõ điều đó. Như vậy thì cái vế ban đầu, cái bước đầu của tất cả những vị tu sĩ, tăng sĩ, đạo sĩ thời kỳ đầu của Đức Phật thuyết giáo, chỉ mỗi vị tỳ kheo hành thiền, bất cứ thiền quán gì cũng soi rọi cái năm uẩn này là vô ngã. Cho tới khi Phật giáo phát triển thì mới thêm một vấn đề nữa là trong thân năm uẩn này có cái tâm Phật bất động, có cái tâm Như Lai, có cái pháp thân thường trụ. Như vậy thì từ ở tinh thần sơ thời cho tới Phật giáo phát triển không sai, không có cái gì sai với tôn ý của Như Lai cả. Vì nếu như trong thân năm uẩn này là vô ngã này, trong cái thân vô ngã này mà nó không có tâm Phật bất động thì tu để làm cái gì? Tu để làm cái gì? Cho nên tu để thấy cái vô ngã của ngũ uẩn thân, gọi là thân tướng, để trở về cái thánh trí, gọi là Phật bất động, tâm Phật bất động. Thân tướng thì nó lại là vô ngã, nó không có tác giả, nó không chủ thể, nó không trường tồn, nó không cố định, mới gọi là vô ngã. Là thường, nó không thường nhất, nó không cát đáng, nó không trường tồn, nó không cố định, nó không vĩnh cửu, mới gọi là ngã. Vô không có những cái điều mà tôi vừa nói đó. Bởi vì phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhưng mà trong cái sở hữu tướng hư vọng này, nó vẫn có một cái tâm thức. Mà cái tâm thức này nó vốn không sanh không diệt, gọi là Như Lai, gọi là bất động, gọi là bất sanh bất diệt. Để chúng phải rõ điều đó, để chúng ta phân biệt được từ đâu, từ cái bước nào ban đầu và tới cái bước nào mà
đưa ra cái vấn đề hình thành Phật giáo phát triển. Thưa đại chúng, ngày hôm nay tôi ngồi đây có thể là những cái buổi gọi là buổi giảng để rồi chúng ta chia tay mùa thu. Chứ nếu một tháng nữa thôi thì giờ này là tối đen, tối mịt mù. Quý vị nên nhớ rằng ở tại nơi thủ đô Hoa Kỳ là một cái nơi mà bốn mùa rõ rệt. Bốn mùa rõ rệt. Và các huynh đệ cũng phải cảm thông rằng hoàn cảnh nào tôi có khi cũng ráng nhích cái khuôn mặt tôi cười. Thì các vị đừng có nói rằng tại sao mà người ta khổ mà thầy cứ nói, thầy nói giống như thầy vui đó. Cho nên có người họ comment, họ chửi rất là nặng, họ nói là ông thỏa mãn hả? Thỏa mãn. Thành ra các vị nói, có những con người họ rất là kỳ cục. Bởi vì cuộc đời nó khổ, mình phải ráng mình cười chứ. Chứ đâu phải mình khóc được cái gì. Cũng như tôi có coi một đoạn phim, hai anh cùng một cái ngành nghề nói chuyện với nhau. Thì cái anh nọ thì ảnh gọi là hô đó. Anh gọi là hô là cái hàm răng vô ra. Anh nọ anh nói độ dài công việc nhiều quá cho nên tôi, anh thấy trong người anh mệt mỏi. Thì cái anh mà có hàm răng hô, anh kìa, ủa anh vẫn được khỏe hả? Nghĩa là đưa cái hàm răng ra. Thì anh nọ nói, ủa sao tao bệnh mà mày cười, tao bệnh mà sao mày cười? Cái anh kia nói, không tôi cười hồi nào. Đó, có nghĩa là cái sắc diện vậy. Cũng như tôi bây giờ tôi không có được mà khuôn mặt nó trắng như những anh Tây, những cái chàng người Mỹ. Thì bây giờ tôi nước da vàng, mình là người Á Đông, thì mình có lúc mình phải nhếch miệng đó, mình cười. Cười nó có nhiều cái xua tan được những cái nhiều cái niềm uất ức hay đau khổ lắm. Chứ không phải cười có nghĩa là mình vui mừng, mình tỏ vẻ mình thỏa mãn. Vậy mà có nhiều người rất là khiếm nhã, rất là chấp chặt. Thí dụ bây giờ mai là tôi sinh ra ở góc miền Tây, người Bến Tre mà tôi không có hô. Chứ nếu như tôi hô thì lúc nào cũng thấy tôi cười còn chết nữa. Hiện bây giờ thưa các vị, chúng ta ngồi đây, như tôi ngồi đây đang trong một cái buổi chiều thu rất là mát. Thưa các vị là bữa nay là cái ngày mát rất là đặc biệt, giờ này là mát rất đặc biệt. Cái lạnh của buổi chiều, nếu bây giờ ở Việt Nam thì giờ này gọi là 16, 17 độ đó. Cái độ giờ này là bằng cái độ của Đà Lạt. Nếu bên Mỹ thì bây giờ này là vừa đó, nhưng mà ở Việt Nam thì có thể lạnh. Và chỉ một tháng nữa thôi thì giờ này không thể ngồi mà không có cái mão trên đầu được đâu, lạnh lắm. Để tôi xả stress cho các vị, xả stress một chút và tôi chia sẻ chơi cái khí hậu như vậy. Và bây giờ cái điều mà tôi muốn nhắc nhở, thật ra đau buồn cái gì các vị biết không? Cái trận cháy rừng ở tại Cali, ở miền Bắc Cali chưa có dập tắt xong trận thứ nhất. Thì 2-3 hôm nay cái trận cháy rừng tiếp theo khiếp đảm lắm. Khiếp đảm. Mà nơi Cali là nơi đồng bào, đồng hương người Việt sinh sống rất đông. Thành ra tới buồn chứ, thấy đồng bào, không riêng đồng bào Việt Nam của mình, đồng hương của mình, mà luôn cả người Mỹ, những người các nơi họ về, họ sinh sống. Mà chiều nay tôi có hỏi thăm cháy rừng tới mức độ bây giờ bụi khói bay mịt mù, bụi bay coi như là bám vào xe, có những đoạn bám vào xe chạy không được. Cháy cả một cái tiểu bang từ miền Bắc, cháy dài cho tới gần tới miền Nam, cháy qua tới Oregon. Bên đó bây giờ chỉ cần một trận mưa lớn thôi. Cần một trận mưa lớn
mà thưa quý vị ngồi cứ nhìn bầu trời trong về bên Cali mong cho có mưa. Nói chứ ai không đau buồn, ai không thương tiếc. Có những con người vô tội, có những cái nhà vô tình nó bị cháy. Rồi bây giờ chuẩn bị tới mùa lạnh đây. Cali thì khí hậu nó ôn hòa, so lại nó không lạnh như các cái tiểu bang bên này. Nhưng mà tới mùa lạnh đây, dầu rằng nó không đến nỗi nào, nhưng vẫn có những gia đình cũng màn trời chiếu đất. Cho nên lương tâm, lương tri của một người tu sĩ thì thật chất đâu có vui được. Nhưng bây giờ phải làm sao? Giờ tôi nói chuyện với quý vị thì tôi cũng phải nhếch môi cười. Giống như có những người dự báo thời tiết đó. Việt Nam mình có những cô gái báo thời tiết. Dạ, kính thưa các đồng bào, đồng chí gì đó. Cơn bão nó gió giật cấp 9, cấp 10, có khi lên cấp 11. Nhưng mà cũng phải cười. Chứ không lẽ nó gió giật cấp 9, cấp 10, có khi lên cấp 11. Thấy không? Gió giật cấp 9, cấp 10, bão dữ dội, biển động dữ dội, nhưng mà có khi lên tới cấp 12. Xin mọi người phải coi như là thường xuyên theo dõi diễn biến phức tạp. Tôi cũng phải cười. Họ nói vậy họ cũng phải cười, chứ không lẽ rồi ngồi nói trên diễn đàn rồi cái mặt vẫn sụ xuống hay sao? Nhưng mà nói chơi thôi, chứ tôi nói lần này nữa, từ đây về sau tôi không nói nữa, không nói cái chuyện những người mà rảnh rỗi. Họ rảnh rỗi cho nên người ta đã rảnh rỗi sanh nông nổi. Nhưng mà những thành phần đó thì tôi nghĩ tương lai sẽ là những học trò ngoan của tôi. Không chẳng những kiếp sau mà họ có thể cuối đời kiếp này. Dù tôi là con người như thế nào, các vị thấy tôi cũng hết lòng nói cái chánh giáo Như Lai, chứ tôi chưa hề nói một cái điều gì tà giáo, chưa nói một điều gì hướng dẫn cho quý vị đi vào con đường mê tín dị đoan quyển hoặc cả, mà luôn luôn hướng dẫn cho các vị sống bằng trở về cái tâm Phật bất động của chính mình, và sống phải có an lạc hạnh phúc. Nên thôi thì ai giàu có ganh tị, có ghen hờn, có gì đi chăng nữa tôi cũng cười. Tôi cũng cười. Nói thì dĩ nhiên mình cũng còn có khi nó cũng còn nặng về cái tâm thức, thì có khi cũng chia sẻ chơi vài câu để cho nó cũng khuây khỏa. Chứ các vị cũng đừng nghĩ rằng sao thầy bị động nhiều quá. Đúng thì cũng có lúc bị động. Một ông thầy tu mà nếu như không có mang tai tiếng, có con gái, có phụ nữ, có đàn bà tới đông thì mang tiếng ông thầy BD. Nó chửi tôi, nói mày xấu quá, mày BD cho nên đâu có con gái đàn bà nào tới với mày. Trời, nó còn chửi tôi vậy đó các vị. Kệ đó. Cái gì nó cũng được hết đó. Đó là ma lực. Mà nếu không khéo là mình bị động. Mình bị động để mình chứng tỏ rằng là mình là anh hùng, mình là anh dũng, mình phải kiếm những cô gái gần gũi mình. Thế thì cái nào chết hơn cái nào? Để mình chấp nhận chọn cái con đường tu. Cho nên các vị đệ thấy không? Cái lời nó mới ghê gớm lắm. Nó tác động ghê gớm. Cho nên tôi biết rằng hiện giờ cái tiếng nói của tôi nó tác động rất là mạnh. Rất là mạnh. Thành ra tôi cũng cố gắng nói đi thì nói lại, lâu lâu cũng chia sẻ nhắc nhở cho huynh đệ cũng phải nên dè dặt trước cái tính hóa của người ta. Đó là cái câu văn thiết Như Lai đốn giáo môn hận bất diệt trừ linh ngã tối. Ủa, đặt lại vấn đề, tại sao một vị thiền sư như Huyền Giác và một vị thiền sư giàu rằng không có được tôn xưng làm tổ, bởi vì ngài Huyền Giác sống trên dưới 40 tuổi à, đệ tử học trò của Lục Tổ Huệ Năng, mà khi ngài hiểu được ba tạng kinh điển và được Lục Tổ Huệ Năng ấn chứng cho ngài là bậc coi như là lão thông á, là bậc lão, phải là già nhưng mà dày dặn
hiểu được cái thánh ý Như Lai rồi đó, thì Huyền Giác trở về, như tôi đã nói là trở về cái ngôi chùa, nơi cái am mà sống với người chị bấy lâu nay đó, người chị lo cho em mình như người mẹ lo cho em đó. Thì tại sao bây giờ ngài không vướng bận chùa chiền, ngài không vướng bận cái gì cả, mà tại sao ngài nói cái câu này? Thành ra các vị thấy không, đâu phải muốn giảng à, nội dung vậy, ý nghĩa vậy rồi ra giảng là xong đâu. Tại sao Huyền Giác Thiền Sư lại nói câu này? Tại sao người tu gì mà còn hận? Chứ hận rõ ràng nghe, hận bất diệt trừ linh ngã tối, hận là chưa có diệt trừ cái đám tà đó, trừ được cái đám tà để cho nó nát như 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 ngói bể, ngã ngõa tối là ngói bể đó, ngõa là ngói. Cái ngói mà các vị nhớ cái ngói ngày xưa không, cái ngói mà mình sắp đốt nhà đó, mình lợp nhà xưa cái mấy mấy ngói âm dương không, mà lỡ ở trên nó mà rớt xuống là nó bể nát hết, nó bể văng từng mảnh. Tại sao đối với thiền sư Huyền Giác mà còn nói câu đó? Thế thì cái câu này mình phải tư duy, mình mới thấy nhận rõ, mới thấy rõ rằng là không phải cái giai đoạn của chúng ta ngày nay mới có cái vấn đề triệt hạ nhau, mới có những cái vấn đề pháp nạn, mà ngay cả thời xưa. Tôi đơn cử như tôi đã thường nhắc, trong 33 vị tổ mà gần cái thời Đức Phật, thì có ngày Tổ Sư Tử vẫn bị vua chặt đầu. Cho tới bây giờ cái thời cận đại gần ta thì có Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nếu như không có thần quan tuệ khả thì Tổ Đạt Ma chắc phải ngồi dai mặt vào vách, ngồi đó mà cho tới xương tàn cốt ruột. May rằng là có thần quan tuệ khả, sau rồi gọi là Huệ Khả đó, tới để cầu đạo. Và nhờ thần quan tuệ khả mà danh tiếng của Tổ Đạt Ma mới được lưu truyền. Không phải tu là danh tiếng, nhưng mà ý đó là cái chánh pháp, cái sự truyền trì mạng mạch. Nhưng mà tới ngày Huệ Khả cũng bị giam vào ngục và chết, có chỗ thì nó chết trong ngục, có chỗ thì đem ra chém đầu. Và trong đó không ai xa lạ đâu, do nội bộ thầy tu với nhau. Rồi Tổ Huệ Năng, cái câu này nó dính tới Tổ Huệ Năng, vì Tổ Huệ Năng là thầy của Thiền sư Huyền Giác mà. Có một lần Tổ Huệ Năng đang ngủ vào nửa đêm, ngài mới thấy trong người sao nó bứt rứt, giống như có điềm báo gì đó. Ngài mới đứng dậy và ngài ngồi trong một góc ở nơi gian phòng tọa thiền, thì y như rằng có một người tức khách cầm một thanh gươm chém một cái rầm ngay cái đầu giường của tổ ngủ. Nghe một cái rầm, tổ mở mắt ra, tổ cười, tổ nói: "Này nhà ngươi, ta chỉ nợ ngươi tiền thôi chứ ta đâu có nợ ngươi mạng. Thôi, ta nợ ngươi tiền thì ngươi dòm trên miếng vách kia có một cái túi tiền đó, ngươi hãy lấy túi tiền đó rồi đi đi." Coi như một lần thoát chết. Cho tới cái ngày mà Tổ Huệ Năng viên tịch, gần viên tịch, Tổ Huệ Năng mới nói rằng: "Này các môn đồ, khi mà các ông mà tẩn liệm ta để cho đưa vào tháp á, thì các ông nên niền cái cần cổ ta lại bằng một cái niền đồng, nghe không? Vì dư báo ta chưa hết, dư báo ta chưa hết, nên sẽ có người đến lấy đầu ta lần thứ hai. Cho nên khi tẩn liệm hãy lấy cái niền bằng đồng niền cần cổ ta lại." Đúng như vậy, sau khi làm lễ an táng Tổ Huệ Năng vào tháp xong thì cũng là tên tức khách nửa đêm lẻn vào tháp để mà lấy cái đầu Huệ Năng.
là cái gì các vị biết không? Vì có một cái thuyết nói rằng bây giờ Huệ Năng là con người coi như là tà đạo. Cũng bị mang tiếng tà đạo. Tà đạo bởi vì nói chuyện ra, nói bát nhã mà. Còn người ta thì người ta cúng cầu, cho nên phải lấy cái đầu Tổ Huệ Năng về làm cái trai đàn chứng tế siêu độ. Vì vậy mà cái đám tà sư đó bỏ tiền mướn cái tên giang hồ đi lẻn vào tháp để lấy cho được cái thủ cấp của Tổ Huệ Năng để về lập cái trai đàn chứng tế. Các vị thấy ghê chưa? Cho nên tôi ngồi mà tôi nghiệm mà ngày nay thật sự ra ngày nay cái khí hậu nó thay đổi như vậy, con người nó khó chịu nghe các vị. Nó đang nóng mà tự nhiên nó xưa rớt xuống lạnh như thế này là con người nó tự động nó khó chịu. Các vị thấy những cái dây bí bầu á, tôi ngồi thấy ủa tại sao mà tự nhiên nó đang xanh như vậy mà hai ba bữa nay bắt đầu lá nó ngã màu vàng, mà hai ba bữa nay trời mưa chứ đâu phải trời nắng. Và vậy thì ai ngờ đâu các vị thấy, giống như khí hậu, khí trời thay đổi, cỏ cây nó biết trước. Rồi cái ngày hôm nay tự nhiên cái lạnh nó ập về. Đó, chứ còn thường thường giờ này tôi ngồi là các vị thấy mồ hôi tôi nó rịn mà. Còn bữa nay là nó theo lẽ giờ này đội cái mão cũng vẫn được. Nó lạnh cho nên mũi nó cũng bớt bay ra các vị thấy. Giờ trở lại cái vấn đề tôi nói. Như vậy cái công trình hoằng pháp á, là cái công trình vô cùng khó khăn nghe các vị. Khó khăn lắm chứ không phải đánh đổi bằng xương máu, đánh đổi bằng cả thân mạng chứ đừng nói chi mồ hôi nước mắt. Cho nên tôi chia sẻ một cách chân thành với đại chúng, hãy bảo vệ chánh pháp. Không phải nói các vậy là tôi bảo các vị bảo vệ tôi. Tôi biết rằng tôi độ được, có duyên được, có quyến thuộc được là phải những người có duyên với tôi mới làm quyến thuộc tôi được. Mình phải có duyên với họ, mình mới làm quyến thuộc với họ được. Nhưng mà ý muốn nói rằng cái sự thiết tha của chúng ta, cái sự can trường của người tu, cái sự gan dạ mà Đức Phật đã để lại là bi trí dũng. Chữ dũng cũng hình thành từ trí, mà chữ bi cũng hình thành từ trí. Cho nên tại sao không nói là dũng bi trí, mà bi trí dũng, cái chữ trí nó nằm trên giữa, nó gánh hai đầu của nó là chữ dũng và chữ bi. Dũng mà không trí thì là cái hảo hán của anh hùng Rôm. Bi mà không trí là bi lị, ngồi đó để than van tủi hận. Thành ra vì vậy mà dũng phải dũng trí, mà bi phải bi trí. Khi có năng lực trí thì mới thành đạt được dũng lực và đủ được từ bi tâm. Mà khi có từ bi tâm thì mới đưa đến bình đẳng tâm. Thôi, chắc hôm nay cũng nói hết bài này thôi, chứ tính qua bài mới, nhưng mà rồi hết giờ rồi. Thôi nói gọn là tuần sau học qua cái bài mới nha quý vị nha. Tuần sau học cái bài tác tại tâm ương hại thân. Bất tu quán tố cánh vô nhân, dục đắc bất chiêu vô giá nghiệp, mạc bán Như Lai chính pháp lân, chánh pháp luân. Tại tâm làm nên thân phải chịu, đừng kêu oan quán trách tại ai. Muốn khỏi nghiệp đa mang muôn kiếp, chớ mà phỉ báng chánh pháp Như Lai. Thôi tới đây huynh đệ mình tạm ngưng. Ngày mai thì chủ nhật ở bên này vào lúc 10 giờ tối của Việt Nam và 11 giờ bên này, chúng ta học bài kinh sơ thời, những lời dạy ban đầu của Đức Phật sau khi thành đạo, trước lúc Đức Phật 40 tuổi. Kính chúc quý vị thân khỏe tâm an và một cái ngày chủ nhật tại quê nhà luôn luôn được hạnh phúc. Và cầu mong cho tiểu bang Cali, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ được có những trận mưa để dập tắt được cái thiên tai họa hoạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.